Xin chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay đến ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 50-110mm một đợt, có nơi trên 150mm một đợt. Ngoài ra, ngày và đêm nay, Nam Trung Bộ mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Vùng núi phía Bắc Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10-30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Vùng núi phía Tây của khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10-30mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Mưa dông tập trung vào chiều tối và tối. Mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tiếp theo. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Phía Tây Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, khu Tây Bắc có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C. Phía Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ mưa vừa, mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, cảnh báo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, phía nam mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C. Phía Bắc có nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, phía đông của Philippines đang có cơn bão mạnh mang tên Mawa di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Bắc. Ban đầu, các cơ quan khí tượng của Nhật Bản và Mỹ đều dự báo bão có khả năng thành siêu bão và vào biển đông của Việt Nam. Tuy nhiên, đến ngày hôm qua, các dự báo cho biết bão sẽ tiệm cận đến khu vực đảo Luzon của Philippines rồi chuyển hướng sang Tây Tây Bắc vào khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc. Với sức gió duy trì ở mức 175 km/h, đây là cơn bão thứ hai hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm 2023. Cơ quan khí tượng Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến siêu bão này. Thời điểm hiện tại, cơn bão đang mạnh dần, đạt cấp 17 siêu bão. Do ảnh hưởng của cơn bão này, gió mùa Tây Nam sẽ hoạt động mạnh hơn, đặc biệt trong khoảng thời gian từ ngày mai đến ngày kia. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết trong ngày hôm qua, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, khả năng đợt mưa lớn này sẽ kéo dài đến hết ngày kia.
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp gây ngập cục bộ ở các vùng trũng thấp. Bên cạnh đó, trên vùng biển Nam Bộ, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ cấp 4, cấp 5, biển động nhẹ, độ cao sóng biển từ 1 đến 2,5 mét. Dự báo trong những ngày tới, Nam Bộ và Nam Trung Bộ có mưa dông kéo dài, thời tiết Nam Biển Đông sẽ diễn biến xấu trong 7 ngày tới. Khu vực từ đảo Phú Quốc đến Khánh Hòa, Phú Yên có gió cấp 5, cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, cần chủ động chuẩn bị các kịch bản phòng chống và ứng phó. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và bà con ngư dân cần hết sức lưu ý và cẩn trọng, không ra khơi khi biển động. Hãng tin CNN cho biết, hai ngày trước khi cơn bão đổ bộ vào đảo Guam đã gây thiệt hại và tình trạng ngập lụt. Theo cơ quan điện lực Guam, hàng chục nghìn người đã bị mất điện trong ngày hôm kia. Các kỹ sư và nhân viên điện lực đã bắt đầu đánh giá thiệt hại và sửa chữa hạ tầng thiết yếu. Theo nhà nghiên cứu bão Jeff Master, Mawa là cơn bão thứ 5 trong năm nay đạt cường độ này. Trung bình, chỉ có 5 cơn bão cấp 5 phát triển mỗi năm ở Thái Bình Dương, nghĩa là trong 5 tháng đầu năm, khu vực này đã ghi nhận số lượng cơn bão mạnh cấp 5 bằng 1 năm. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo từ tháng 6 đến tháng 8 có khoảng 5-6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Từ tháng 9 đến tháng 11, số lượng bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4-5 cơn, ở mức xấp xỉ đến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do có khả năng mưa to nên người dân đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Do các khu vực Bắc và Trung Bộ đã có mưa lớn trong những ngày qua, vùng trũng thấp có thể ngập úng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ cần chú ý các hiện tượng nguy hiểm có thể xảy ra như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những điều cần lưu ý trước khi xảy ra mưa dông, lũ lụt. Thường xuyên theo dõi thông tin, cảnh báo thời tiết trên các phương tiện truyền thông, chủ động sơ tán khỏi vùng bãi sông, vùng thấp, trũng, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp và có phương án để phòng lũ xảy ra vào ban đêm. Khi đang đi ngoài đường, nếu mưa dông kéo đến không kịp tìm chỗ trú ẩn an toàn, tuyệt đối không đứng trú mưa dưới cây cột điện, vật dễ đổ, không đứng dưới đỉnh đồi, không đứng ở các vùng đất trống trải, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt. Nên tìm chỗ trú ẩn khô ráo, không đứng tập trung đông người, không nằm dưới đất hay đặt tay lên đất. Khi ở trong nhà không nên đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện, tránh xa các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước. Không nên dùng điện thoại, rút phích cắm các thiết bị điện trước khi có dòng với các đường dây điện thoại hay dây điện. Vì nói với lưới bên ngoài nên rất có thể bị ảnh hưởng sét đánh lan truyền, vì vậy nên tránh xa các dây này và các vật dụng điện ở khoảng cách ít nhất là 1 mét. Để đảm bảo an toàn trước những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!